Đó thì ngoài những cái like, những clip hàng ngày ra thì bên em có tạo một cái kênh YouTube đó là Hoa Kiển Hùng Thi Vlog. Thì trên đó tụi em có đăng rất là nhiều mặt hàng cây kiển, cỏ thảm cho mình tham khảo lựa chọn. Thì quý anh chị có nhu cầu muốn mua hay là tìm hiểu hay tham khảo á, thì mình nhanh tay mình alo cho Hùng Thi hoặc là mình vô trang Hoa Kiển Hùng Thi Vlog mình xem nha cả nhà. Wow, quá là tuyệt vời luôn đúng không cả nhà ơi? Thì kính thưa quý anh chị thân mến, chào mừng quý anh chị đã trở lại với cơ sở Hoa Kiển Hùng Thi. Đó cả nhà ơi, thì hôm nay chúng em tiếp cận lên mặt hàng có nhung nhật nha cả nhà, lên 3000m cho anh này ở Trảm Bơm Đồng Nai để anh này thi công công trình nha cả nhà. Đó, cỏ hôm nay rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Đó, bên em đang lên hàng cỏ nhung nhật cho khách nha cả nhà. Thì mình có nhu cầu muốn mua cỏ nhung nhật thì nhanh tay liên hệ đến Hoa Kiển Hùng Thi, chúng em sẽ tư vấn báo giá cụ thể cho quý anh chị nha. Wow, quá là tuyệt vời luôn đúng không cả nhà ơi? Cỏ hôm nay rất là xanh luôn mà rất là đẹp và dày nữa cả nhà. Bởi vì mình có nhu cầu mình trồng sân vườn hoặc là mình trang trí những cái khuôn viên biệt thự ấy cả nhà. Alo ngay cho Hoa Kiển Hùng Thi qua số hotline 0918 708 965. Đó, hiện tại bên em đang xuất 3000m cỏ cho khách nha cả nhà ơi. Đó thì khách hôm nay đặt là mình trang trí cho cái sân vườn đó cả nhà, với một khu biệt thự luôn. Thì cả nhà có nhu cầu mua số lượng nhiều quá thì bên em cung cấp đầy đủ số lượng nhiều, và đặc biệt thì quý anh chị mua số lượng nhiều giá cả cực kỳ yêu thương luôn nha cả nhà. Wow, quá là tuyệt vời luôn đúng không cả nhà ơi? Thì ngoài mặt hàng cỏ nhung nhật này ra thì bên Hoa Kiển Hùng Thi còn nhận cung cấp một số mặt hàng cỏ thảm khác như là cỏ lá rừng Thái, cỏ lá rừng ta, cỏ xiến chi, cỏ đậu phộng và một số loại cây công trình có hoa như là những cái loại trang thái đủ màu nè cả nhà. Bên em có trang thái đỏ, trang thái vàng, trang thái hồng, trang thái cam, những cái loại trang leo, huỳnh anh vàng, huỳnh anh tím vân vân, rất là nhiều luôn quý anh chị ơi. Mình có nhu cầu thì mình nhanh tay liên hệ đến Hoa Kiển Hùng Thi, bên em sẽ báo giá từng loại, từng xây chậu và đặc biệt thì giá cả rất là yêu thương cho quý anh chị luôn nha. Wow, quá là tuyệt vời luôn đúng không cả nhà ơi? Nó hàng đang nở hoa nè. Đây bây giờ để em gửi một cuộn cỏ ra cho cả nhà xem nha, để cỏ hôm nay nó gì, nó đẹp cỡ nào nha cả nhà. Đó, wow, cỏ hôm nay nguyên thảm mà có tỷ lệ bể là rất là ít luôn nha quý anh chị. Đó, cỏ xanh mướt rất là đẹp nè. Wow, quá là đẹp luôn đúng không cả nhà ơi? Nó hàng này mà mình trồng á cả nhà, nó mau bán rễ. Cái này xin thêm cái quế nữa nè, phát triển cực kỳ tốt luôn. Đó, mà nó dày nguyên thảm luôn, rất là tuyệt luôn đúng không chị? Đó, cỏ hôm nay rất đẹp luôn đó cả nhà, bộ rễ của nó như thế này nè. Thì quý anh chị về, quý anh chị trồng khoảng tầm một tuần là bắt đầu nó bán rễ và cỏ nó rất là đẹp nha quý anh chị. Quá là tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Cả nhà màu mà có nhu cầu mình trồng trang trí cho cái sân vườn đó cả nhà, liên hệ ngay trong Hoa Kiển Hùng Thi nha cả nhà. Wow, quá là đẹp luôn. Đây mình đi tiếp một số mặt hàng cây công trình có hoa khác nha cả nhà. Đây em dẫn cả nhà vô mặt hàng cây công trình có hoa nở hoa quanh năm luôn, đó là cẩm tú mai. Nó hàng này là size chậu chính nha cả nhà. Nó đặc biệt là hoa nó màu tím mà nó nở quanh năm luôn cả nhà. Nó rất là dễ chăm sóc mà nó ít sâu bệnh nữa cả nhà. Nó cẩm tú mai nó có hoa tím li ti rất đẹp nha quý anh chị ơi. Đó, hàng bên em cung cấp số lượng lớn và đủ size chậu cho cả nhà luôn. Thì mình nhanh tay alo cho Hùng Thi nha. Đó thì ngoài những cái like, những clip hàng ngày ra thì bên em có tạo một cái kênh YouTube đó là Hoa Kiển Hùng Thi Vlog. Thì trên đó tụi em có đăng rất là nhiều mặt hàng cây kiển, cỏ thảm cho mình tham khảo lựa chọn. Thì quý anh chị có nhu cầu muốn mua hay là tìm hiểu hay tham khảo á, thì mình nhanh tay mình alo cho Hùng Thi hoặc là mình vô trang Hoa Kiển Hùng Thi Vlog mình xem nha cả nhà. Wow, quá là tuyệt vời luôn đúng không cả nhà ơi? Thì cả nhà vào kênh YouTube Hoa Kiển Hùng Thi Vlog, thì cả nhà nhớ like, subscribe kênh YouTube để chúng em có thêm nhiều động lực tạo những clip hay hơn, chất lượng hơn nữa. Đó thì quay lại mặt hàng cỏ nhung nha cả nhà. Hôm nay mấy chú ở bên vườn rất là tích cực lên hàng luôn để cho kịp anh này về thi công công trình đó cả nhà. Đó, rất là đẹp luôn, cỏ này rất là đẹp luôn. Đó, đang thì bên em có xe đi hàng ngày và xe lớn nhỏ tùy theo cái số lượng mình mua hàng giao tặng nhà cho quý anh chị luôn nha cả nhà ơi. Wow, quá là tuyệt luôn đúng không cả nhà? Đó, cỏ hôm nay rất là đẹp luôn mà mấy chú đang tích cực lên hàng đó cả nhà, quá là xuất sắc luôn. Đó, tuyệt vời lắm luôn nha cả nhà ơi. Nhanh tay mình alo cho Hùng Thi nha, 0918 708 965. Và bây giờ chúng em cũng xin dừng cái like clip tại đây. Chúc cả nhà một buổi chiều tràn đầy năng lượng và hẹn gặp lại cả nhà vào những clip sau.